Tập 25. Tôi đồng ý ký. 10 năm thì 10 năm. Có điều anh phải đồng ý sẽ tôn trọng thiết kế của tôi và phương thức sản xuất sản phẩm. Fancy có thể là nhãn hiệu giúp anh kiếm được nhiều tiền đó. Đây gọi là Shooting Star. Sao băng, chúng ta chỉ nhìn thấy trong phút chốc, nhưng đó đủ tỏa sáng để thay đổi năng lượng của bề mặt trái đất. Ngọn lửa ánh sáng bạc. Tôi nguyện sẽ tiếp tục đi tiếp con đường của mình. Tất cả hậu quả sẽ do mình tự chịu trách nhiệm. Có lẽ Lý Thành Duệ nói đúng, lần này nhất định phải đặt mình ngoài cuộc. Nhưng đây là sản phẩm mà xưởng 1 làm ra, còn đây là sản phẩm mà xưởng 2 đã làm ra. À đúng rồi, còn bộ này là do xưởng nguyên liệu làm ra đó. Em đã so sánh qua rồi. Qua mà máy ép có vẻ khá bằng phẳng, còn làm thủ công thì sẽ nổi hơn. Có điều gì đã thay đổi tạo hình của qua, như vậy độ chênh lệch sẽ rất nhỏ. Phương Tư à, chị thật giỏi tìm ra cách đấy. Như vậy tất cả những vấn đề tổn thất mà chị lo lắng sẽ cải thiện được không ít. Quãng thời gian này bỏ ra công sức rất đáng. Cậu vẫn còn tâm trạng mà tránh cô ấy hay sao? Lúc đó nếu không phải cậu vì cô ấy nên kéo dài sản xuất, thì ba của cậu sao có cơ hội tốt như vậy? Cậu muốn hủy hoại công ty hay sao? Chị Phương Tư, chị sao vậy? Không có gì đâu, có thể gần đây mệt quá. Vậy thì chị nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, tổng giám đốc Lý có nói hàng của Tashiro vẫn còn nhiều, đủ để ứng phó khi sản phẩm kỳ 2 tung ra thị trường. Hơn nữa việc Tashiro bị mua lại, vậy Smoko sẽ trở thành bản duy nhất. Như vậy chỉ có lợi mà không có hại với đường hoàng đâu. Thay đổi đơn cung cấp hàng của Tashiro. Trên danh sách chi tiết này có viết, chẳng phải Tashiro tạm thời sẽ không có hàng cung ứng sao? Đúng thế, bọn họ thà chịu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng không chịu gửi hàng cho chúng ta. Ai biết được, chắc não của họ có vấn đề rồi. Hơn nữa tiền vi phạm hợp đồng rõ ràng lớn hơn giá trị hàng hóa mà anh ta còn đợi chúng ta. Nếu đã như vậy, tại sao phải thay đổi đơn hàng? Tổng giám đốc Lý không muốn người ngoài biết được. Anh phải cẩn thận, không được để lộ thông tin ra. Tôi hiểu rồi. Vậy Tashiro không cung ứng hàng thì hạng mục của chúng ta nhận được tiền bồi thường rồi lại tìm nhãn hiệu khác là được thôi. Tổng giám đốc Lý chẳng lo lắng chút nào, chắc chắn anh ta đã tìm được rồi. Cũng đúng, có tiền thì sợ gì không tìm được người hợp tác. Đúng đó. Không có Tashiro, Sparkle sẽ không thể được gọi là Sparkle nữa. Rất nhiều khách hàng của Sparkle chính là vì rất thích đá quý của Tashiro cho nên mới ký kết hợp đồng. Chẳng qua Lý Đường không muốn gây ra quan mang cho mọi người. Hiện tại chắc anh ấy cũng đang sắp sụp đổ rồi. Phương Tư, chị làm gì vậy? Không được lấy nó ra, tổng giám đốc Lý còn giới thiệu nó cho khách hàng nữa mà. Vẫn chưa được, tôi phải thay đổi thêm. Đã rất hoàn hảo rồi mà chị, thật sự không cần thay đổi nữa đâu. Thì ra anh luôn giúp tôi, còn tôi lại cho rằng mình đúng. Tôi xin lỗi anh.
Một người chơi bóng mà không thấy chán hay sao? Nè, cậu chơi bóng hay là muốn giết người vậy hả? Tôi gọi anh đến hay sao? Được rồi, đừng giận nữa. Chẳng qua tôi cũng vì muốn tốt cho công ty thôi. Nếu cậu thật sự không có nhã hứng, không chơi bóng nữa, thì cậu có thể đánh tôi. Đánh tôi, đánh tôi đi. Anh cho rằng tôi không dám hả? Đau quá đi, tôi bị thương thật rồi nè. Được rồi, đánh thì cũng cho cậu đánh rồi. Có thể nói vào chủ đề chính được chưa? Tôi thấy cậu thực sự không để cho bộ phận thiết kế biết chuyện này sao? Vậy thì khác nào toàn bộ mọi người trong công ty đều biết. Nhưng mà dựa vào những bản thiết kế mà họ đã làm, đá quý Tashiro căn bản không đủ. Sản lượng chỉ cung cấp cho 1/5. Hiện tại khách hàng của chúng ta cũng không đủ. Lại thêm lượng tiêu thụ ở trong nước và nước ngoài, đến lúc đó chúng ta định ăn nói thế nào? Vậy thì chẳng cần ăn nói, cùng lắm thì lấy Sparkle đền bù đi. Cậu đừng có một lúc lại đem công ty ra chia nhỏ được không? Chỉ cần Sparkle có thể tung ra thị trường, nhãn hiệu của Phương Tư sẽ có hy vọng thôi. Đến lúc đó cô ấy sẽ được nhiều người biết đến hơn. Nói cả ngày quá tra cũng vì là chuyện này đúng không? Tashiro là công ty lớn, sẽ không dễ dàng bị mua lại. Cho nên tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để quảng bá Sparkle. Chỉ cần Phương Tư tạo được tên tuổi thì coi như tôi đã đạt được ý nguyện. Những chuyện khác tôi thực sự không quan tâm. Nè ông anh, cậu là thương nhân đấy, biết không? Thương nhân tính chuyện làm ăn sẽ không tính tình cảm. Cậu làm như vậy thì nhất định sau này sẽ hối hận. Tôi không hối hận đâu. Tôi hối hận vì năm đó tôi đã bán đi cửa hàng của Phương Tư đó. Hiện tại cứ coi như là trả lại cô ấy đi. Chỉ cần đảm bảo cho Fancy vẫn có xưởng nguyên liệu, còn những tài sản khác của công ty đem bán hết đi. Còn về ba tôi, ông ấy muốn đạt được ý đồ gì, nhưng mà tôi cũng không thể để cho ông ấy toàn nguyện. Còn đường hoàng thì sao? Nói một cách lạc quan thì hiện tại Tashiro để gia nhập vào Lý Thị, ba tôi nhất định sẽ cắt luôn con đường cung ứng hàng quỷ quài Sparkle. Còn bi quan, Lý Thị sẽ lợi dụng sự thất bại của Sparkle, nhưng lúc đường hoàng bất ổn sẽ phân tách công ty. Cho nên tôi phải đảm bảo Sparkle có thể tung ra thị trường, mau chóng phân tách đường hoàng ra. Tôi không thể nào để lão già đó được lợi. Còn về Doãn Hạo Nhiên, nếu anh ta nhận được tin tức quỹ bảo việc đầu tư, tôi có thể tố cáo anh ta vi phạm hợp đồng để anh ta trong 5 năm đừng hòng nghĩ đến việc kiếm tiền từ Sparkle nữa. Nhưng mà cậu đã từng nghĩ, mới đầu hai chúng ta thành lập đường hoàng chẳng dễ gì, nó giống như con của chúng ta. Cậu là cha, cậu tôi là mẹ mà. Hai chúng ta đã cố gắng từng bước để mở rộng công ty. Bây giờ cậu nói bỏ là bỏ. Công ty có nhiều nhân viên, cậu muốn tôi còn mặt mũi nào để ăn nói với người ta? Nhưng mà hiện tại năng lực của tôi có giới hạn thôi. Hiện tại tôi chỉ có thể bảo vệ duy nhất một mình anh, Phó Phương Tư và anh đó. Nói dễ nghe quá ha. Lý Đường, tôi nói cho cậu biết, nếu tôi là cha ruột của cậu, sớm muộn gì tôi cũng tức chết. Hiện tại tôi rất hiểu ông ấy. Cậu biết kiếm tiền, đúng rồi, nhưng mà cậu là người làm việc không có trách nhiệm. Cậu coi tất cả chỉ là trò chơi thôi. Mẹ ơi, con về rồi. Về rồi hay sao? Mau đến đây, mau đến đây. Hôm nay mẹ đặc biệt hầm canh gà cho con ăn nè. Nhưng lúc còn nóng thì mau ăn đi con. Sao món canh gà này chỉ có canh mà không có gà thế? Hai ngày trước mẹ mua mì nấm hương hầm gà, nhưng mà tối qua mẹ đói bụng quá nên ăn mì rồi con. Chẳng phải con thừa lại. Mẹ đã hầm cho con hay sao? Mẹ dùng gói gia vị để nấu canh, nên gọi là canh gà hả? Rất ngon đó, con nếm thử xem. Sao hôm nay lại chẳng có sức sống gì vậy? Dạ không, chỉ là con mệt quá thôi. Mẹ đừng hỏi con nữa. Con đang nói gì vậy con? Con là con gái của mẹ, mẹ quan tâm tới con mà. Nếu không phải con gái mẹ thì mẹ cũng chẳng thèm quan tâm, chẳng có lương tâm gì hết. Đúng vậy đó, con chẳng có lương tâm, chỉ làm tổn thương người khác. Đừng như vậy mà, mẹ chỉ nói đùa với con thôi. Phương Tư nhà chúng ta là người rất hiểu và biết quan tâm người khác, đúng không? Nè, mau ăn cơm đi con. Có rất nhiều chuyện, chỉ cần ăn no xong thì sẽ quên hết thôi. Nào, ăn cơm. Mẹ nè, sao hôm nay mẹ lại ninh cháo đậu thế? Đã lâu rồi không ninh cháo. Thì con không nhắc mẹ mua gạo, nên gạo còn lại chỉ đủ ninh cháo thôi. Được rồi, đều là lỗi tại con hết, đều là con sai. Ngày mai trước khi đi làm con sẽ đến siêu thị mua. Không cần đâu, con bận mà. Mẹ bảo ông Dương hàng sớm đưa mẹ đi mua. Bây giờ hai người phát triển nhanh vậy hả?
Con nói lung tung gì thế? Mẹ chỉ muốn nhờ ông ấy đưa mẹ đi siêu thị mua đồ. Mẹ nói con biết nha, bọn mẹ không giống như con nghĩ đâu. Sự kết hợp giữa trang phục và đá quý không hề có nghĩa là trên trang phục phải gắn một lượng lớn đá quý, có thể sử dụng chất liệu phụ trợ bên cạnh làm tôn lên sự lấp lánh của đá quý, thì cũng là một sự kết hợp rất hoàn hảo đó. Dùng phương thức khác để làm tôn lên. Con sao vậy? Mẹ, mẹ đúng là phúc tinh của con đó. À đúng rồi, chúc mẹ và chú Dương hòa hợp trăm năm. Con không ăn cơm hả? Dạ con sớm sinh quý tử. Nói lung tung gì cái con nhỏ này. Thiệt tình à. Cho dù Tadiso bị mua lại, không thể cung cấp tiếp đá quý mới cho đường hoàng, cũng có thể dùng hàng còn tồn lại để hoàn thành tất cả đơn hàng được. Nhất định có thể làm được mà. Hội đồng quản trị đã ra chỉ thị rồi, muốn anh tạm dừng tất cả hoạt động tuyên truyền của Sparkle. Nếu Sparkle không thể giao hàng như đã định, vậy thì chúng ta cứ làm việc theo hợp đồng thôi. Lý Thành Duệ đúng là cáo già quá. Nhanh như vậy để liên hệ với trụ sở chính, Lý Đường cũng đành kệ thôi. Anh ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Nhưng mà tôi sợ Phương Tư không thể chịu được đả kích. Anh có cảm thấy Phương Tư giống như Đường Tăng không? Tất cả những người bên cạnh cô ấy đều muốn đưa cô ấy đến Tây Thiên. Hạng mục một cô ấy quản lý, mỗi lần sắp tung ra thị trường lại gặp rủi ro. Tôi thấy cô ấy đúng là bộ phim dài tập đầy bi kịch. Không muốn xem phim bi kịch thì đổi phim khác. Những mệnh và cái điều khiển đều ở trong tay mình. Tôi không thể nhìn Phương Tư hết lần này tới lần khác chỉ vì chuyện ngoài ý muốn mà thất bại đâu. Cho nên không thể thay đổi kế hoạch. Nhưng phía bên quản trị đã ra chỉ thị, chúng ta không thể. Chỉ là một ít phí tuyên truyền thôi, không cần dùng tiền của công ty cũng được. Không dùng tiền của công ty? Chẳng lẽ dùng tiền của anh hả? Nếu anh mua sổ số liên tiếp mỗi ngày trong tuần đều trúng 5 triệu thì anh mới có thể giúp cho cô ấy được. Có cần phải tùy hứng hay không? Tôi có bản ghi chép giao dịch trước đây của Đường Hoàng và hãng trang sức Tashiro. Hiện tại trong tay của tôi vẫn còn một ít, xuất ra một lô cũng tốt lắm. Nếu vấn đề hàng mẫu được giải quyết, vậy thì hãy hẹn Lý Đường xem thái độ của anh ta thế nào. Anh nên bình tĩnh một chút đi được không? Chuyện này thật sự, được rồi, tôi đã quyết định như vậy rồi. Cô đúng là chị em tốt của Phương Tư. Chẳng trách gọi cô lấy hàng mẫu, cô cứ xin gấp mãi thì ra là thay đổi như thế này sao? Cô có dao không? Dao hả? Làm gì? Hoặc là tôi đâm chết cô, hoặc là cô bị tôi đâm chết. Cô cảm thấy sao? Đang yên đang lành, việc gì lại cắt thành như thế này? Có phải là cô ấy đem đá quý đi bán rồi không? Tổng giám đốc Lý, anh nghĩ nhiều quá rồi. Phương Tư nói nó vẫn chưa được ấn tượng lắm, cho nên mới muốn sửa một chút. Cô ấy đâu rồi? Vẫn chưa đến à? Vẫn chưa đến. Có phải là cô ấy lại đi tìm tên họ Doãn kia không? Cô là nội ứng, cũng cần phải học hỏi. Cô có hiểu hay không hả? Anh hãy nghe tôi giải thích đi. Không cần giải thích. Cô ấy thích bị mắng đây mà. Tôi xin thề, cô ấy không hề ở cùng với Doãn Hạo Nhiên. Có thể hiện tại thì vẫn đang ở nhà thôi. Tôi nói cho cô biết nha, từ bây giờ trở đi, không những cô phải là một nhà thiết kế xuất sắc, mà còn phải là một nội gián ưu tú. Tôi vốn không muốn làm nội gián chút nào cả mà. Vào đi. Chủ tịch, Đường Hoàng với thông báo với bên ngoài rằng lượng hàng mình chuẩn bị đủ cung cấp, đồng thời công khai đơn nhập hàng. Tadiso hiện tại không tiện trả lời bên ngoài bất cứ thông tin gì hết. Khách hàng của Đường Hoàng không bị bất cứ ảnh hưởng nào.
Tashiro đang làm hạch toán vốn. Lý Đường đã nắm được điểm này nên tạo ra khe hở để lách. Không sao đâu, cứ để cho nó chống đỡ đi. Đến lúc đó tôi rất muốn nhìn xem nó có thể chống đỡ trong bao lâu, để xem nó ăn nói với khách hàng thế nào đây. Chủ tịch, hiện tại tất cả tiền vốn của Đường Hoàng đều đầu tư vào hạng mục Sparkle. Hiện tại trang sức Tashiro lại không cung ứng hàng, Đường Hoàng rất có khả năng vì vậy mà sụp đổ theo. Vậy đến lúc đó anh Lý Đường có ý định muốn bán công ty không? Vô thành vô thức, kim thiền thoát xác. Chiêu này của Lý Đường sử dụng rất tốt. Năm đó khi ở Mỹ cung không đủ cầu, đến tôi cũng bị nó chơi một vố. Hiện tại cô hãy theo dõi chặt chẽ dòng vốn của nó đi. Lần này nếu nó hành động nữa thì tôi sẽ đánh nó không ngóc đầu lên nổi. Dân ạ. Được. Đừng cho rằng cười với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho em đó. Tha thứ cho tôi hả? Tôi đã làm gì mà cần anh tha thứ cho tôi? Em đã sửa hàng mẫu như vậy thì tôi ăn nói với khách hàng thế nào đây? Anh thừa nước miếng hả? Một ngày mà bắn cả mấy lần. Đừng có chuyển chủ đề của tôi, Phó Phương Tư. Được rồi, anh đi cùng tôi đến xưởng nguyên liệu đi. Đi đâu? Tôi nói cho em biết nha, chuyện sửa bản thiết kế tạm dừng ở đây. Cứ thế đưa vào sản xuất đi. Nhưng mà sản xuất như vậy không liên quan tới em. Tôi nói cho em biết, em lấy những viên đá đó xuống thì phải đính nó lên cho anh. Lý Đường, anh buông tay ra. Anh đừng gạt tôi nữa. Tashiro không giao hàng nữa, họ thà đền tiền hợp đồng chứ không chịu giao hàng cho chúng ta. Tại sao anh vẫn còn sản xuất theo thiết kế ban đầu? Không hoàn thành đơn hàng thì anh định ăn nói với khách hàng thế nào đây? Có phải Đại La đã nói cho em biết hay không? Anh đừng để ý đến chuyện ai bảo tôi. Anh sửa đơn hàng cung cấp khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rằng anh có thể giải quyết, thậm chí cả tôi. Anh cũng gạt luôn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em là nhà thiết kế, cứ làm tốt công việc của em là được. Mau chóng để Sparkle tung ra thị trường, đó chính là cách tốt nhất để vượt qua khó khăn. Sau đó thì sao? Lượng hàng tồn không đủ, 1/5 hàng cần có. Anh định ăn nói với khách hàng thế nào đây? Anh đã từng nghĩ đến sau này Đường Hoàng sẽ phải đối mặt với khó khăn thế nào chưa? Đến lúc đó anh có thể an toàn thoát không? Còn mấy trăm nhân viên của Đường Hoàng nữa đều dựa vào anh hết. Chẳng phải em cũng vậy sao? Ngoài thiết kế ra thì em hiểu cái gì? Nếu không phải tôi muốn Sparkle kỳ 2 có thể mau chóng tung ra thị trường thì tôi có thể giảm bớt bao nhiêu khó khăn này. Năm đó là ai nói với tôi? Hy vọng ba của anh ta có thể nhìn thấy sự thành công của anh ta. Quả thật anh không bao giờ thất bại hết. Mỗi lần thất bại còn chưa đến, anh đã thành công chạy được. Lý Đường, là tôi hại anh đầu tư vô ích 30 triệu, là tôi làm trễ tiến độ của cả dự án, là tôi khiến cho Lý Thị có cơ hội mua lại Tashiro. Đơn hàng của kho tôi cũng đã điều tra rồi. Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Anh phải đối mặt với áp lực lớn như vậy còn đem lại niềm tin cho nhân viên công ty, tôi cho rằng anh đã khác trước, trưởng thành hơn. Tôi thực sự muốn cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn này, giúp cho anh chỉ giúp đỡ thôi cũng được. Nhưng mà hiện tại tôi mới hiểu được, trong mắt của anh thì ra chỉ có một mình anh thôi. Phương Tư, Tổng giám đốc Lý, anh cứ yên tâm đi. Tình hình thực tế của công ty tôi không nói với ai đâu. Em hãy nghe tôi nói trước đi. Cuối cùng tôi xin tặng anh một câu, hy vọng anh có thể chạy trốn cả đời, chạy trốn thuận lợi. Đây là những đá quý của Tashiro, anh đem về đưa cho tiểu nại gắn lên đi, đừng làm lỡ kế hoạch của anh với khách hàng nữa. Nè, tay của em bị sao vậy? Không liên quan tới anh. Anh buông tôi ra. Phương Tư, Phương Tư thật lợi hại quá, lại nghĩ ra được cách này. Xem ra lần này chúng ta có thể thay thế được rồi. Ý anh là có thể dùng cái này để thay thế đá quý? Đá quý nặng quá đi sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của cả trang phục đó. Nếu bỏ hết đi thì trang phục không đủ đặc biệt. Cho nên bây giờ sử dụng cách này sẽ khiến cho cảm giác về trang phục trở nên tốt hơn.
Chúng ta không cần phải lo việc không giao hàng được nữa. Quản đốc, anh cũng cảm thấy như thế này là tốt hơn sao? Thực ra thiết kế lúc trước đã rất tốt, nhưng lần này còn tốt hơn nữa. Trước đây Phương Tư đã nói với tôi, tổng giám đốc Lý yêu cầu rất cao. Lần này không những phải khiến hạng mục thành công, mà còn phải giúp Đường Hoàng tiến thêm một bước, thể hiện năng lực của chúng ta. Cô ấy nói tốt sau lưng của tôi. Nằm mơ đi. Tôi không muốn chịu sự sắp xếp của ba. Tôi muốn ông ấy biết rằng tôi dựa vào bản thân mình có thể sống tốt được. Vậy thì anh cứ tiếp tục làm đi. Cứ làm cho đến khi nào ông ấy nhìn thấy thì thôi. Quản đốc, Phó Phương Tư đâu? Lúc nãy ở dưới tầng hình như tôi không nhìn thấy xe. Tôi không thấy. Chắc là đang ở gần đây thôi. Quản đốc, cảm ơn. Tôi đã mang mẫu tới cho quản đốc Phùng xem rồi. Anh ta nói việc sửa lại không có vấn đề gì hết. Hiệu quả chắc sẽ tốt hơn. Anh mau về nhà thu xếp đi. Đặt vé máy bay. Rồi chạy tới nơi nào đó xa một chút. Nếu em đã đoán ra được, tại sao lại không vạch trần tôi? Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, em sẽ làm mọi người đều biết. Tới lúc đó tôi có muốn trốn cũng không trốn nổi. Hay là bây giờ em đi vạch trần luôn đi, gọi điện cho tiểu nại nè. Em nhìn thấy tôi trở nên như thế này chắc vui lắm đúng không? Muốn gọi cho anh tự gọi. Nhân tiện thì báo luôn cho bạn bè của anh biết luôn. Thật ra trong lòng của em rất để ý tới tôi. Miệng thì nó muốn giết tôi, nhưng vẫn muốn giúp tôi thiết kế ra sản phẩm mẫu tốt hơn. Trong lòng em vẫn có tôi đúng không? Anh đừng ảo tưởng nữa. Tôi thấy mỗi sáng anh thức dậy, không phải tỉnh vì đồng hồ reo, mà là tỉnh vì sự đẹp trai của mình. Đánh trống lảng quá. Trả lời câu hỏi của tôi đi, đúng hay là không? Tôi phải đi rồi. Xin anh tránh ra cho tôi đi. Sao rồi? Lý Đường không có ở đó, nhưng mà thư ký của anh ta gọi điện đến, hẹn chúng ta đi xem hàng mẫu. Theo tôi thấy, anh ta không hề dừng Sparkle lại đâu. Thật không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Giống hệt như ba anh ta. Rõ ràng là biết rõ như là giả vờ không biết. Chỉ cần không dừng lại là được. Không cần để ý tới những chuyện khác. Quyền sở hữu nhà. Căn nhà tốt thế này, anh thật sự sẽ bán hay sao? Chính là vì căn nhà tốt, cho nên tôi mới bán đi. Giá thấp một chút cũng không sao, nhưng mà tôi muốn trả hết một lần. Còn nữa, cổ phiếu cũng bán hết đi. Các quỹ đầu tư ủy thác cũng lấy hết đi. Hạo Nhiên, anh làm như vậy ba mẹ anh có biết hay không? Anh có biết người khác nói thế nào với anh hay không? Tôi nói cậu nghe, quá để ý đến suy nghĩ của người khác chỉ có hai loại kết quả. Một, tự làm mình chết. Hai, sẽ bị người khác hại chết. Anh súp gà. Cho dù Sparkle lúc đó được tung ra thị trường, Zurich cũng có nhãn hiệu riêng. Số tiền này anh lại định bỏ ra vì Phó Phương Tư, anh thấy đáng hay không? Đáng. Chỉ cần kỳ thứ hai được tung ra thị trường, tôi cảm thấy rất đáng. Người ta đã là quá có chủ rồi, mà anh còn định đào cả đất lên nữa hả? Nếu anh còn dám làm bừa nữa thì tôi sẽ đấm anh dẹp lép. Em muốn đấm tôi dẹp lép. Tôi sợ quá đi mất. Hôn thôi mà cũng nói lắp nữa. Trước đây đâu có như vậy đâu. Tôi trước đây như thế đấy. Ai nói lắp?
Cuối cùng em cũng thừa nhận quá khứ của chúng ta. Đồ lưu manh, anh không bằng cầm thú nữa, còn không bằng em sao? Anh làm gì nữa vậy? Tôi hứa với em, tôi sẽ không bán công ty. Dù ba tôi làm khó tôi đến đâu, tôi vẫn sẽ kiên cường đến cùng. Cho dù cả thế giới bảo tôi không làm được, chỉ cần em bảo được thì tôi sẽ làm được. Vậy tôi bảo anh cút đi cho tôi. Sao anh không đi? Chúng ta làm lại từ đầu được không? Không muốn. Cho tôi thêm cơ hội nữa đi. Tôi không muốn, không muốn, không muốn đâu. Anh buông tôi ra. Phó Phương Tư, em giẫm đi, giẫm tôi chết luôn đi. Mạnh hơn xem nào. Anh mà không tránh ra là tôi giẫm nát bét chân anh ấy. Em có tin là tôi sẽ hôn em lần nữa không? Cho dù anh hôn nữa thì tôi cũng không đồng ý. Anh cho rằng tôi và bạn gái cũ của anh giống nhau sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Trong lòng tôi chưa bao giờ từ bỏ em. Anh nói dối. Trong lòng Lý Đường anh chưa bao giờ có thứ gì không từ bỏ được. Dù là tôi, hay là cửa hàng nhà tôi năm đó, hay là Đường Hoàng của bây giờ. Có phải tôi không đồng ý với anh thì anh sẽ bán Đường Hoàng đi không? Nếu không có phương án thay đổi, có phải anh sẽ chạy trốn không? Bất luận anh làm gì đi nữa, việc đó phải có lợi cho anh mới làm. Nhưng mà nhiều lúc không phải nhìn thấy được thành công thì chúng ta mới nỗ lực, mà vì nỗ lực mới có thể thành công. Tới bây giờ anh chưa bao giờ nghiêm túc. Phải, em nói rất đúng. Cho dù tôi làm chuyện gì tôi cũng không nghiêm túc, nhưng mà đối với em tôi chưa bao giờ không nghiêm túc. Thôi đủ rồi, em nghe thấy không? Trước đây như vậy, sau này cũng như vậy. Tôi không chơi nổi nữa đâu. Tôi không chơi nổi trò chơi tình cảm này nữa. Tôi xin anh đừng trêu đùa tôi nữa được không, Lý Đường? Anh bảo tôi làm việc cho anh chính là để chứng minh anh giỏi hơn tôi. Anh mua nơi này cũng là vì nguyên nhân đó. Ai nói với em? Bị tôi đoán trúng rồi đúng không? Cả thế giới này chỉ có một mình Lý Đường anh có thể làm chuyện như vậy. Anh có nguồn vốn này. Trong vòng 2 năm anh đã có được Đường Hoàng rồi, sau đó là dễ dàng dứt bỏ nó. Thật sự không biết lúc nào thì anh nghiêm túc, lúc nào thì không. Tôi còn tưởng anh khác với trước kia rồi, đã có trách nhiệm hơn. Tôi còn muốn cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng mà tôi phát hiện ra, tôi chỉ là một con ngốc thôi. Bỏ ra. Tôi chịu đủ rồi, Lý Đường. Tôi không muốn làm việc cho anh nữa đâu. Đường Hoàng, anh có phá quỷ hay không, cho dù anh chết cũng không liên quan tới tôi. Từ nay về sau, chúng ta chỉ là người qua đường. Tôi không cho em từ chức. Bớt dùng mấy câu ra lệnh để nói chuyện với tôi đi. Tôi không cần fancy nữa. Sau này anh muốn như thế nào thì tùy anh đó. Là tôi không dám đối mặt, là tôi yếu đuối, là tôi không dám, là tôi không thể. Tôi muốn ông ấy nhìn thấy. Nhưng lúc tôi nghĩ tôi phải đối mặt với ông ấy thì tôi lại muốn chạy trốn. Mấy năm nay tôi nghĩ rằng tôi phải phản kháng, thực ra là không phải, là tôi đang sợ hãi. Tôi không can đảm. Tôi muốn cho em nhìn thấy một Lý Đường rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Tới lúc đó chúng ta liệu có thể quay lại với nhau không? Phó Phương Tư, anh yêu em. Nào, nếm thử đi. Theo tôi, nên bán chỗ này chứ không nên bán nhà.
Không ngờ hôm nay tôi còn trở thành anh hùng cứu quả nữa. Giờ hôm nay cô có muốn tôi pha chế cho cô một ly đặc biệt không? Nhưng mà cô phải nói cho tôi biết tâm trạng hiện giờ của cô là gì. Anh biết pha chế rượu hả? Tôi không nỡ bán nơi này. Chúc tâm ý của anh em, đừng chế ít nha. Người anh em, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi vẫn trụ được mà. Anh đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tôi đã quyết định như vậy rồi thì tôi sẽ không hối hận. Anh thực sự định không nói cho Phương Tư biết chuyện anh bán hết tài sản để ủng hộ cô ấy hay sao? Nếu tôi thì tôi sẽ nói đó. Cô ấy nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động mất thôi. Sau đó sẽ dựa vào vai anh. Ôm em đi, ôm em đi. Cuối cùng là lấy thân báo đáp. Sức tưởng tượng của cậu chắc phải đứng thứ nhất trong bệnh viện tâm thần luôn đó. Là tôi hại văn phòng của Phương Tư phải đóng cửa. Hơn nữa, nếu như không có cô ấy, cũng không có tôi của ngày hôm nay. Đây là thứ tôi nợ cô ấy. Chẳng có gì để khoe khoang. Được rồi, cho anh một like luôn đó. Anh súp gà, anh thắng rồi. Tôi xin anh hãy trả lại nhãn hiệu cho tôi. Anh bảo tôi làm gì, tôi cũng đồng ý hết. Thì ra cô bị loại sản phẩm mì ăn liền như Sparkle đánh bại hoàn toàn rồi. Cuối cùng bị ép phải ký vào khế ước bán thân đúng không? Tôi thấy cô vốn dĩ là không muốn hợp tác với bất kỳ ai. Trong đầu của cô chỉ có trang phục, không có tinh thần làm việc nhóm. Anh muốn chết hay sao? Không nhìn thấy mà còn chạy lung tung. Tôi biết là cô sẽ không bỏ mặc, không quan tâm tôi mà. Nếu là nghiêm túc, tại sao lúc đầu lại không xuất hiện? Tại sao sau 6 năm mới trở về? Tại sao lại đính hôn với Tương Nam? Nhưng nếu không phải là nghiêm túc, tại sao anh ấy vì mình mà không tiếc từ bỏ đường hoàng? Tại sao mua lại Fancy? Tại sao lại hôn mình? Kiếp trước tôi đã đắc tội với ai mà kiếp này đụng trúng cái đồ thần kinh như anh? Anh đã chơi đủ chưa hả? Phương Tư, con không sao chứ? Con đang gọi điện thoại, không sao đâu. Thật sự là không biết lúc nào thì anh nghiêm túc, lúc nào thì không. Tôi còn tưởng anh khác với trước kia rồi, đã có trách nhiệm hơn. Tôi còn muốn cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng mà tôi phát hiện ra tôi chỉ là một con ngốc. Phương Tư, cuối cùng tôi đã biết tại sao lúc đầu em lại muốn rời xa tôi. Là vì tôi chưa từng cho em cảm giác an toàn. Tôi xem nào. Không cho cô xem đâu. Tôi xem một tí thôi mà. Có gì mà không thể. Chị Phương Tư, ở đây có một văn kiện, cần chữ ký của chị đây. Phương Tư, hôm qua chị không đi làm, tổng giám đốc Lý nhìn thấy sản phẩm mẫu bị thay đổi, anh ấy giận lắm luôn đó. Tôi đã đưa phương án mới cho bên xưởng rồi, bọn họ chỉ cần điều chỉnh lại một chút, tốn chút thời gian nữa. Chào tổng giám đốc Lý. Tổng giám đốc Lý. Chuyện gì vậy? Cãi nhau hả? Không biết.
Chị Phương Tư, hôm qua tổng giám đốc Lý tìm chị đúng hay không? Hai người xảy ra chuyện gì chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Chúng tôi thì có thể xảy ra chuyện gì? Chị đừng kích động mà. Em chỉ nhân tiện hỏi thế thôi. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Tức chết đi được. Bộ phận tuyên truyền thật quá đáng. Tìm người mẫu kiểu gì mà không thấy xuất hiện. Bảo chúng ta cứ đi nói chuyện, chúng ta dễ thiết kế để đành, thế mà lại bảo chúng ta đi bàn bạc. Cô nói xem bộ phận tuyên truyền để làm gì? Được rồi Tiểu Nại, đừng so đo với bọn họ nữa mà. Công việc là của công ty, còn thân thể là của chính mình. Để tôi đi cho. Để tôi đi cho. Chị đi. Hay là thôi đi. Lỡ như tổng giám đốc Lý tìm chị thì sao? Anh ta tìm tôi làm gì? Tôi đâu có quan hệ gì với anh ta. Nước sông không phạm nước giếng, ở đây có cô là được. Phương Tư à, hôm nay dễ sao vậy? Cứ như ma đuổi vậy đó. Hôm nay chị ấy, dĩ nhiên là không phải. Dĩ nhiên không phải là do chúng ta rồi. Vậy nên tôi đoán nhất định là chị ấy cãi nhau với tổng giám đốc Lý. Hơn nữa không phải là cãi nhau nhỏ đâu, chắc chắn là cãi nhau to. Cô có mặt tại hiện trường hay sao? Cái này cô không biết đâu. Sao cô nắm rõ quá vậy? Phương Tư, trùng hợp vậy, hôm nay anh không đi làm sao? Anh Doãn, vừa nãy khách hàng có trả lời, chỉ cần anh bớt thêm 150.000 tệ thì người đó sẽ mua nhà. Không vấn đề, thời gian ký hợp đồng báo với tôi. Được, hợp tác vui vẻ, cảm ơn. Anh muốn bán nhà hả? Trả một lần nên bị đối phương ép giá nhiều quá. Tôi khá là thoải mái, tôi không thích kỳ kèo đâu. Có tiền đúng là tùy hứng. Đừng nói cái này. Tại sao cô lại ở đây? Đợi khách hàng sao? Hạo Nhiên, bộ phận tuyên truyền có hẹn với hai người mẫu. Họ hẹn tôi tới đây để ký hợp đồng. Cô là nhà thiết kế mà, tại sao phải làm chuyện này? Đường Hoàng không có bộ phận tuyên truyền sao? Dù sao thì tôi cũng muốn ra ngoài. Sao thế? Lý Đường lại bắt nạt cô nữa hay sao? Giao cô cho anh ta chắc chắn là tôi không đỡ. Không liên quan tới anh ta đâu. Có lẽ gần đây tôi mệt quá thôi. À phải rồi, bản vẽ tôi đã sửa xong rồi. Hàng mẫu hai ngày nữa sẽ có. Tới lúc đó anh có thể được nhìn thấy nó. Ừ. Tetsuro đã bị thu mua rồi. Zorich với Đường Hoàng liệu có thể... Cô yên tâm đi, tôi sẽ không mất niềm tin vào Sparkle đâu. Zorich nhất định sẽ dốc hết sức để phối hợp. Mặc dù tôi không hiểu chuyện kinh doanh cho lắm, nhưng mà tôi biết bây giờ Sparkle không có tay Riso thì không còn ý nghĩa gì hết. Tại sao anh vẫn bằng lòng tiếp tục? Có cô là được rồi, bởi vì tôi tin tưởng cô. Tại sao tay của cô lại bị như vậy? Không có gì đâu. Đi theo tôi. Tôi còn có hẹn với người mẫu. Lên trên kia rồi ký. Tiểu Nại, Phương Tư chạy đi đâu rồi? Tôi không biết. Thái độ kiểu gì không biết nữa. Cẩn thận tôi gửi thư cảnh cáo cô đó. Gửi đi gửi đi. Dù sao thì tôi cũng đổi ý rồi. Cái tính khó chịu của cô sao càng ngày càng giống với cô béo kia thế? Tổng giám đốc Lý, Phương Tư tỷ thay đổi hàng mẫu là dễ không đúng. Nhưng mà trước đây anh đã nói là chị ấy có thể thay đổi đến khi hài lòng mới thôi. Hơn nữa chị ấy làm như vậy là vì hạng mục thôi mà. Tôi biết. Anh biết mà vẫn mắng chị ấy. Còn bảo tôi giám sát chị ấy nữa. Thật quá đáng quá chừng. Tôi chính thức tuyên bố tôi không làm nữa. Tôi đâu có mắng cô ấy. Mọi người đều biết là anh mắng chị ấy còn gì. Tôi thực sự không mắng cô ấy mà. Là cô ấy.
cười gì vậy, tổng giám đốc Lý? Tôi đâu có cười. Tóm lại, tôi không mắng cô ấy. Là cô ấy mắng tôi. Hơn nữa còn mắng rất có lý. Vậy thì chúng tôi đều hiểu lầm anh rồi, nói thừa. Vậy nên kế hoạch giám sát tiếp tục tiến hành. Mau nói cho tôi biết cô ấy đi đâu rồi. Tổng giám đốc Lý, anh giết tôi chết luôn đi. Có nói hay không? Không. Có nói không? Không. Tổng giám đốc Lý, có nói không? Chị Phương Tư, lâu rồi không gặp. Amy, tôi muốn Phan Si, tôi muốn quỷ hoại phó Phương Tư. Cô không sợ tôi đi tố cáo cô sao? Phương Tư, sự việc không phải như cô ta nói đâu. Vậy nên anh đã hãm hại tôi. Làm sao tôi có thể tin tưởng anh đây? Anh đã làm ra cái bẫy để tôi rơi vào. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được. Thì anh lại nói với tôi chân tướng sự việc. Sao hả? Tại sao mỗi lần tôi nhìn thấy anh đều có cảm giác như gặp ác mộng vậy hả?